Ngày 12 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Tel Aviv trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông mở rộng nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với Israel sau vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời tìm cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken cũng nhằm góp phần đạt được thỏa thuận trả tự do cho các con tin đang bị Hamas bắt giữ. Một vài người trong số đó là công dân Mỹ và thiết lập hành lang an toàn để dân thường tại dải Gaza di chuyển ra khỏi khu vực đông dân cư. Trong một diễn biến liên quan, ngày 11 tháng 10, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby thông báo USS Dwight Eisenhower, tàu sân bay thứ hai của Hải quân Mỹ, sẽ được triển khai tới Địa Trung Hải. Trả lời họp báo, ông Kirby chia sẻ, tàu sân bay này và nhóm tác chiến sẽ khởi hành theo kế hoạch từ trước tới khu vực do Bộ Tư lệnh Châu Âu phụ trách và sẽ bắt đầu triển khai trong khoảng tuần tới. Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang hiện diện ở phía đông Địa Trung Hải. Quan chức Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẵn sàng hành động trong trường hợp cần thiết nếu tình hình cuộc xung đột giữa Hamas và Israel leo thang căng thẳng. Trước đó, ngày 8 tháng 10, một ngày sau khi Hamas tấn công Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo ông đã ra lệnh di chuyển nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực phía đông Địa Trung Hải, tiến gần Israel hơn. Lực lượng này bao gồm một tàu sân bay, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Liên quan đến cuộc xung đột này, Mỹ cùng 4 nước đồng minh châu Âu bao gồm Italia, Pháp, Đức và Anh đã ra tuyên bố chung về Israel, lên án Hamas và các hành động của Hamas, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các nỗ lực tự vệ của Israel. Tuyên bố cũng cảnh báo rằng đây không phải là thời điểm để các bên thù địch với Israel sử dụng các cuộc tấn công của Hamas hôm thứ Bảy tuần trước để tận dụng cơ hội. Tuyên bố chung nhấn mạnh, trong những ngày tới, là đồng minh của Israel, các nước này sẽ tiếp tục phối hợp thống nhất để đảm bảo Israel có khả năng tự vệ và cuối cùng là tạo điều kiện cho một khu vực Trung Đông hòa bình và hội nhập. Về phần mình, ngày 11 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Israel và các lực lượng của Palestine tiến hành đàm phán, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc xung đột vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong những ngày vừa qua không lan rộng. Tổng thống Nga nhấn mạnh, cần phải tránh không để cuộc xung đột này lan rộng bằng bất cứ giá nào, vì nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tình hình quốc tế. Theo ông Putin, các bên liên quan cần quay trở lại tiến trình đàm phán. Cũng trong ngày 11 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moscow duy trì đối thoại với cả Israel và Palestine và điều quan trọng là duy trì cách tiếp cận cân bằng nhằm tham gia vào tiến trình giải quyết xung đột. Theo ông Peskov, Nga lên án các hành động bạo lực, song cũng duy trì đối thoại với cả Israel và Palestine. Cùng ngày, Trung Quốc cũng kêu gọi Israel và Palestine nối lại hòa đàm và thực thi giải pháp hai nhà nước. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tái khẳng định lập trường của nước này về xung đột Israel-Palestine, trong đó kêu gọi các bên liên quan nối lại hòa đàm và thực thi giải pháp hai nhà nước. Bên cạnh đó, quan chức ngoại giao này cũng cho rằng cần giải quyết vấn đề Palestine một cách nhanh chóng, toàn diện và phù hợp, thông qua các biện pháp ngoại giao cũng như xử lý những quan ngại chính đáng của tất cả các bên.